Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp dự lễ cầu an đầu năm, nhân dịp đầu năm mới Đinh Dậu. Thay mặt chư tăng bổn từ, kính chúc toàn thể quý vị và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống con người, sức khỏe là quý nhất. Có sức khỏe là có thể làm được tất cả. Sức khỏe là vàng. Trường hợp có sức khỏe mà ít tiền, và người bệnh hoạn liên miên hoặc nằm liệt giường mà nhiều tiền, thì quý vị chọn trường hợp nào? Chắc chắn là chọn có sức khỏe mà ít tiền. Bởi vì có sức khỏe, chúng ta mới hưởng thụ được tất cả lạc thú ở trên cuộc đời này. Ngược lại, nếu có tiền rừng bạc biển mà nằm liệt giường thì cũng chẳng có hạnh phúc gì. Nếu có sức khỏe mà lại có nhiều tiền nữa thì đây lại là điều hạnh phúc lớn nhất trên cuộc đời này. Để có được sức khỏe, ngoài ý thức chủ quan giữ gìn, còn có ngoại duyên khách quan tác động. Thí dụ, mình ăn uống, tập thể dục, làm việc, ngủ nghỉ có điều độ. Thế nhưng do ngoại duyên như ô nhiễm không khí, ô nhiễm thức ăn, ô nhiễm nguồn nước, vân vân, cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ra bệnh tật. Hiện nay xã hội Việt Nam chúng ta không chỉ ô nhiễm không khí do xe cộ gây ra, mà còn ô nhiễm nguồn nước do các nhà máy thải xuống sông hồ. Đặc biệt là vấn đề ô nhiễm thực phẩm do con người cố tình gây tạo. Và đây là những tác nhân của biết bao thứ bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư, đã giết chết hàng vạn người. Trước hết chúng ta hãy nói về những thức ăn bị ô nhiễm. Hiện nay người ta gọi thức ăn ô nhiễm đó là thức ăn bẩn. Những thức ăn bẩn này do người vì hám lợi mà đánh mất lương tâm, đầu độc người ăn. Nó đang ngấm ngầm giết người một cách ghê gớm. Trong buổi lễ cầu an hôm nay, Thầy sẽ dẫn chứng các thức ăn bẩn đang giết người tràn lan khắp thị trường Việt Nam. Đây là vấn đề rất là quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của chúng ta, cho nên quý vị phải lưu ý. Ở đây Thầy trích dẫn ra những thông tin từ báo Công an Nhân dân, báo điện tử Dinh.vn hoặc Family. Bởi vì nếu Thầy nói không đó thì người ta nói rằng mình có thể dựng ra, nhưng Thầy muốn đọc những cái tin này để cho quý vị nghe nó rõ ràng, đồng thời có bằng chứng cụ thể, không phải là tự mình nói ra. Cái tin thứ nhất
lò mổ mua heo bệnh về quay rồi bán cho tiệm bánh mì. Ngày 12 tháng 10, 2016, Công an huyện Mỏ Cày, Bắc Bến Tre cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Tra. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiêu hủy 680 kg thịt heo đã đổi màu, tím tái và bốc mùi hôi thối, được thu giữ tại lò giết mổ heo do ông Tra làm chủ. Qua làm việc, ông Tra khai số thịt trên là heo bệnh và heo chết, mua từ các hộ chăn nuôi tại địa phương. Sau đó, ông Tra mang về lò heo giết thịt, quay chín rồi bán lại cho các tiệm bánh mì tại địa phương và các xã lân cận với giá 100.000 đồng một ký. Đây là cơ sở giết mổ heo tự phát, chưa được cấp phép, hoạt động gần 15 năm nay, một cán bộ công an cho biết. Một lò mổ heo chưa được cấp phép mà đã hoạt động 15 năm rồi, mà lại mua những heo bệnh với heo chết đem về mổ rồi quay bán cho các tiệm bánh mì. Nghe tin này quý vị mai mốt ăn bánh mì cẩn thận nha. Không biết ông này phù phép như thế nào mà lại che mắt được chính quyền địa phương thời gian dài như thế. Đúng là siêu đẳng. Tin thứ hai, 5.000 kg mắm cá tra có dòi bò lúc nhúc. Ngày 26 tháng 9, 2016, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định xử phạt 13 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất chế biến mắm cá tra do ông Nguyễn Văn Tại làm chủ. Trước đó, qua kiểm tra đột xuất vào ngày 15 tháng 9, 2016, ngành chức năng phát hiện cơ sở của ông Tại sản xuất 5.000 kg mắm cá tra có dòi đang bò lúc nhúc, không có ngày sản xuất cũng như không có hạn sử dụng. Đoàn đã lấy mẫu và gửi đi phân tích cho thấy nguyên liệu làm mắm có chứa enroflosacin. Đây là chất cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản. Thông tin này cho chúng ta biết rằng khi mình ăn cái gì đó phải coi, thứ nhất là cái nhãn hiệu của mặt hàng này, thứ hai là cái ngày sản xuất và hạn sử dụng. Nếu không là chúng ta mua coi chừng ở trong đó dòi không đó. Đặc biệt là nó có chứa chất enroflosacin. Đây là chất cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản mà họ đã sử dụng, thì chúng ta ăn chắc chắn sẽ bị bệnh. Tin thứ ba, lò mổ dùng chất vàng ô nhuộm gà bán cho khách. Bất ngờ kiểm tra lò mổ của một hộ dân ở Đà Nẵng, nhà chức trách phát hiện nhiều con gà đã được nhuộm hóa chất vàng ô để bán cho khách. Chất vàng ô là chất gì? Lát nữa quý vị sẽ nghe. Chất này rất độc hại. Ngày 16 tháng 6, 2016, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra và phát hiện hồ ông Ngọc có sử dụng loại bột màu vàng, không có nhãn mác hàng hóa, để hòa vào nước và nhuộm gà để tạo màu vàng. Ông này khai, mục đích của việc nhuộm hóa chất là để cho gà có màu đẹp, dễ bán. Theo nhà chức trách, hóa chất mà ông Ngọc sử dụng là vàng ô, chất ngoài danh mục cho phép sử dụng trong chế biến thực phẩm của Bộ Y tế và cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi. Vàng ô có thể gây ung thư. Sau này quý vị mua gà coi chừng nha. Thấy ở bên ngoài con gà nó vàng đẹp đó, có thể họ nhuộm cái chất vàng ô này
mà chất vàng ô này ăn vào lâu ngày có thể bị bệnh ung thư. Tin thứ tư, ớn lạnh bì heo ở Sài Gòn. Hôm nay thầy dẫn chứng mỗi một thứ một tin thôi. Nếu quý vị mà lên internet đánh những cái thông tin này thì thôi, đọc cả ngày không hết. Từ khi làm việc cho các cơ sở chế biến da heo thành bì, nhân viên ở đây không dám ăn món cơm tấm bì dù là trong các hàng quán sang trọng. Hẻm 365, 385, 357 Hậu Giang, phường 11, quận 6 được mệnh danh thủ phủ chuyên cung cấp nguyên liệu cho các quán cơm sườn, bì, chả từ bình dân đến cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây có đến 31 lò chế biến da heo thành bì. Các cơ sở này hoạt động từ năm 1975, chuyên sản xuất tóp mỡ. Những năm gần đây, dịch vụ cơm tấm sườn bì chả nở rộ nên các cơ sở chuyển sang làm bì heo để đáp ứng nhu cầu. Trong thủ phủ sản xuất bì heo này có lò của bà, thôi giờ mình giấu tên ha, và ông là cơ sở quy mô lớn nhất. Mỗi ngày hai cơ sở này cung ứng ra thị trường gần nửa tấn bì thành phẩm. Tiếp cận một lò gần đó thuộc hẻm 357, chúng tôi chứng kiến hình ảnh hãi hùng. Ba phụ nữ đổ bao da heo xuống nền đất. Trong số này, nhiều miếng da đã chuyển màu bầy nhầy. Dù đứng xa hơn 2 mét vẫn ngửi thấy mùi hôi thối. Những phụ nữ này dường như đã quen việc, mỗi người một góc dùng dao tách bỏ phần da và thịt. Sau khi tách da, tất cả da heo được đổ thẳng vào các nồi nước gần đó. Luộc chín xong, da tiếp tục được ngâm vào thau nước có trộn với bột màu trắng. Các công nhân dùng tay, thậm chí chân để trộn đều hỗn hợp da heo, nước và bột trắng. T là người trực tiếp chế biến bì heo, không biết gọi tên chất bột là gì, nhưng cho biết chỉ cần bỏ 4 muỗng cà phê vào một thau nước lớn, mớ da heo hôi thối, bầy nhầy sẽ nhanh chóng chuyển sang màu trắng và săn chắc hơn. Quý vị nghe thấy kinh không? Ngày nào cũng làm nhưng không kịp giao cho khách, cứ tầm 17 giờ là người ta tới lấy liên tục nên phải làm thật nhanh. Công đoạn khiến T tốn nhiều thời gian nhất chính là thái nhỏ các miếng da ra, kích thước như sợi hủ tiếu, rồi trộn với thính để tạo ra bì heo thành phẩm. Từ khi làm nghề này tôi không dám ăn cơm tấm bì dù ở các hàng quán sang trọng. Không chỉ những quán ăn bình dân mà ngay cả các quán cơm máy lạnh ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, mỗi chiều vẫn có người đến mua hàng về bán. Anh T tâm sự. Một cán bộ từng trực tiếp tham gia đoàn kiểm tra liên ngành bày tỏ, bước vào khu vực sản xuất mà tôi nổi da gà. Từ hôm đó trở đi tôi không dám ăn cơm tấm bì bởi ám ảnh quy trình sản xuất bẩn này. Quý vị thấy không? Mấy người làm cơm tấm bì này họ không dám ăn, bởi vì họ làm, họ đã chứng kiến được những cảnh mà dơ bẩn, đồng thời là ngâm những cái hóa chất để cho da nó trở thành trắng, trở thành săn chắc, mà những chất đó là chất gì không ai biết, rất là nguy hiểm, độc hại. Đến nỗi một cán bộ trực tiếp tham gia đoàn kiểm tra còn phát biểu, bước vào khu vực sản xuất mà tôi nổi da gà. Từ hôm đó trở đi tôi không dám ăn cơm tấm bì bởi ám ảnh quy trình sản xuất bẩn này. Ai dám ăn nữa?
vô thấy là sợ tới già không dám ăn. Tin thứ năm, Đà Nẵng lại phát hiện chất gây ung thư trong dưa cải. Sáng ngày 8 tháng 4 2016, ông Nguyễn Tứ, chi cục trưởng chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản thành phố Đà Nẵng cho biết, 7 mẫu dưa cải mà đơn vị gửi vào thành phố Hồ Chí Minh kiểm nghiệm đều có kết quả dương tính với chất cấm vàng ô. Vụ măng chứa chất cấm vừa được xử lý thì nay lại thêm dưa cải cũng dương tính với chất vàng ô là điều đáng lo ngại. Việc các cơ sở thực phẩm và tiểu thương tại chợ bán dưa có tẩm chất vàng ô là để làm cho sản phẩm đẹp hơn. Ông Tứ cho biết thêm, loại chất này rất độc hại và đã bị tổ chức ung thư thế giới IARC xếp vào chất gây ung thư nhóm 3, tức là có khả năng gây bệnh rất cao. Chất vàng ô được sử dụng trong công nghiệp để nhuộm vải, gỗ, giấy, làm sơn quét tường, bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Quý vị thấy kinh chưa? Bây giờ mình mới rõ là chất vàng ô là chất gì. Nó là hóa chất dùng trong công nghiệp để nhuộm vải, gỗ, rồi làm sơn quét tường. Thế mà họ đi ngâm vào trong dưa để cho mình ăn. Người xưa nói rất đúng là bệnh tùng khẩu. Khẩu gì? Không ai nhớ hả? Bệnh tùng khẩu gì? Bệnh tùng khẩu nhập, có nghĩa là bệnh từ miệng mà vào. Hằng ngày chúng ta ăn những thứ này thì hỏi sao không bệnh? Mà không phải bình thường đâu nghe quý vị. Bệnh gì? Ung thư. Thỉnh thoảng có người đi khám sức khỏe phát hiện ra mình bệnh ung thư, hoảng hốt không biết là tại sao mình bệnh. Khi nghe những thông tin này, có lẽ quý vị đã biết tại sao mình bệnh rồi chứ gì. Tin thứ sáu, rùng mình phát hiện cơ sở sản xuất cà phê theo tỷ lệ một cà phê mà chín hóa chất. Nghe vậy chắc hết dám uống cà phê nữa rồi. Lâu nay mình cứ nghĩ cà phê thấy ngon quá ha, nhưng mà coi chừng hóa chất không. Báo chí cũng đã lên tiếng trước đây. Ngày 10 tháng 1, 2017, Đoàn Kiểm tra Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm Gia Lai cho biết đã lập biên bản và tiêu hủy 157 kg cà phê không đảm bảo chất lượng có trộn hóa chất lạ. Theo đó, trong đợt triển khai đảm bảo vệ sinh an toàn cho dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, Đoàn Kiểm tra Liên ngành về Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Gia Lai đã đột xuất đến cơ sở chế biến sản xuất cà phê bột Ngọc Thành. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện có 28 kg cà phê bột thành phẩm đã đóng bao bì nhãn mác. Ngoài ra, tại cơ sở còn 129 kg cà phê nguyên hạt đã được phối trộn với đậu nành và một số phụ gia thực phẩm. Trong mỗi gói đã thành phẩm, tỷ lệ cà phê chỉ chiếm 10%, còn lại 90% là hạt đậu nành và các loại phụ gia hóa chất khác. Bên cạnh đó, chủ cơ sở cũng đã sử dụng một loại hóa chất mua với giá 800.000 đồng không rõ nguồn gốc xuất xứ để trộn thêm vào nhằm tạo ra hương vị cà phê đậm đà. Được biết, cơ sở sản xuất cà phê bột Ngọc Thành chỉ rộng chưa đầy 20 m², sản xuất trong khuôn viên hộ gia đình, nhưng có ngày cao điểm cơ sở này cho ra lò đến 20 kg cà phê. Ông Nguyễn Văn Đan cho biết, lúc kiểm tra, đoàn đã nhận thấy việc chế biến cà phê của cơ sở Ngọc Thành không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, cơ sở này cũng không cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất cà phê và các thủ tục giấy tờ khác. Quý vị thấy,
một cơ sở sản xuất cà phê không biết làm bao lâu rồi, đã cho ra lò bao nhiêu cà phê rồi và bao nhiêu người bị uống rồi mà cũng chưa có giấy phép. Khi đọc những thông tin này, thầy cũng cảm thấy là mình cũng may mắn là mình không có ghiền cà phê, không có uống cà phê. Còn những người uống cà phê coi chừng, cứ nói rằng cà phê ngon toàn là hóa chất không. Có 10% là cà phê, còn lại 90% là đậu nành và các phụ gia rồi hóa chất. Bây giờ quý vị muốn uống cà phê đó là mình phải biết được cái nơi sản xuất đó, nó rõ ràng. Còn nếu quý vị ra ngoài thị trường mua thì không thể nào tin tưởng được đâu. Và uống vào coi chừng, lâu ngày, loét bao tử, ung thư. Tốt hơn hết là uống nước trắng. Thầy không có nghiện cà phê, không có nghiện cái nước gì hết á, cho nên không có lo. Mà không biết nước trắng có bị không nữa. Nước trắng bây giờ cũng đi ra ngoài mua là coi chừng cũng tùm lum hết đó, chứ không phải là nước tinh khiết, nước đảm bảo đâu. Ở nhà mình á, làm thì chắc ăn, cái nước đun sôi uống là chắc ăn nhất. Tin thứ bảy, giật mình công nghệ tái chế mỡ bẩn. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan chức năng đã kiểm tra hành chính cơ sở sản xuất mỡ của bà Liến, quận Kiến An, Hải Phòng. Qua đó phát hiện nhiều vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong khu sản xuất có hàng chục thùng nhựa, chảo, xô, chậu, máy ép mỡ và tóp mỡ để ngổn ngang dưới đất. Tất cả đều mốc meo, bốc mùi nồng nặc. Sàn nhà mỡ chảy linh láng và trơn trượt. Cơ quan chức năng lập biên bản số thực phẩm bẩn gồm hơn 8 tấn mỡ nước và một tóp mỡ, một chảo rán, hai máy ép mỡ. Bước đầu bà Liễn tường trình hàng ngày thu mua tóp mỡ và mỡ đã sử dụng từ các cơ sở chế biến nhà hàng khách sạn trên địa bàn thành phố và một số đầu mối từ các tỉnh lân cận với giá 3.000 đồng ký tóp và 1 lít dầu ăn thừa. Số tóp mỡ mua về tiếp tục đun sôi rồi cho vào máy ép lấy mỡ lần hai. Số dầu ăn thừa cũng được đun sôi, lọc bỏ cặn rồi đổ vào chum nhựa. Sau khi sơ chế, mỡ nước và dầu ăn được tiêu thụ với giá 10.000 đồng lít. Tóp mỡ bán với giá 5.000 đồng ký. Cùng với việc tịch thu hàng hóa, phạt hành chánh, cơ quan chức năng đã yêu cầu đình chỉ hoạt động ở cơ sở tái chế mỡ của bà Liễn. Quý vị thấy kinh không? Đi mua mỡ dư, mỡ thừa, mỡ bỏ về, chế lại thành mỡ đem đi bán. Tin thứ 8, clip gây sốc khiến bạn không bao giờ dám ăn tương ớt ngoài hàng quán. Đọc hết cái này rồi không biết về còn cái gì nữa để ăn. Thức ăn nào cũng đe dọa hết rồi. Mới đây một phóng sự ngắn ghi lại những hình ảnh rùng mình về xưởng sản xuất tương ớt bẩn có giòi lúc nhúc, tẩm đầy hóa chất đang khiến người tiêu dùng hoang mang và lo lắng. Tương ớt là một thực phẩm quá đỗi quen thuộc trong các quán ăn hay trong nhà bếp của mỗi gia đình. Tuy nhiên, với những tương ớt không rõ nguồn gốc được bán với giá rẻ thì người tiêu dùng cần phải đặc biệt cẩn trọng. Mới đây, những hình ảnh sản xuất tương ớt bẩn trong phóng sự Bình Dương phát hiện cơ sở sản xuất tương ớt có giòi. Trong chương trình Nói không với thực phẩm bẩn của Trung tâm Tin tức VTV24 được phát sóng vào ngày 15 tháng 8 đang khiến người tiêu dùng hoang mang và lo lắng. Đoạn phóng sự dài gần 4 phút được thực hiện tại một cơ sở sản xuất tương ớt ở Bình Dương. Trong clip, người xem tận mắt
thấy tương ớt mà họ vẫn ăn hàng ngày tại các quán ăn, cửa hàng được sản xuất kém vệ sinh như thế nào? Theo đó, một cơ sở sản xuất tương ớt tại xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa bị phát hiện chứa gần 7 tấn tương ớt có giòi. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cho biết dù sản xuất thực phẩm nhưng cơ sở này không tuân thủ theo bất kỳ tiêu chuẩn nào về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bằng mắt thường, người nhìn có thể dễ dàng thấy độ bẩn của tương ớt với giòi bò lúc nhúc bên trong. Tương ớt được ngâm ủ với rất nhiều hóa chất. Nơi đây cũng chứa số lượng lớn tương ớt chưa được tiêu thụ. Theo lời khai của chủ cơ sở, trong quá trình sản xuất tương ớt, họ sử dụng nhiều hóa chất, trong đó có chất chống mốc và chất làm sánh. Người này cho biết họ không rõ thành phần ghi trong những hóa chất ấy là những gì, vì được ghi bằng tiếng nước ngoài. Bỏ những cái hóa chất vào tương ớt do mình sản xuất mà cũng không biết cái chất đó là chất gì nữa. Được biết mỗi ngày cơ sở này sản xuất tới 50 lít tương ớt, cung cấp cho nhiều tiểu thương các chợ để đưa tới các quán ăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đây mới chỉ là một trong số những cơ sở bị phát hiện và kiểm tra. Bởi trên thị trường hiện nay vẫn còn nhiều loại tương ớt không rõ nguồn gốc được công khai bày bán. Đây mới chỉ là một trong rất nhiều những cơ sở làm tương ớt mà những người có trách nhiệm chưa phát hiện ra là những tương ớt này sản xuất không hợp vệ sinh và có thể gây tác hại đến sức khỏe của con người. Tin thứ 9, xem tiểu thương phù phép măng thối thành tươi ngon như thế nào. Quý vị thấy bây giờ họ làm đủ cách hết á. Thịt thối cũng biến thành thịt tươi, thịt ngon. Bây giờ măng thối cũng biến thành măng tươi, măng ngon được như thường. Những búp măng ngâm trong nước ngả màu đen, lẫn trong măng là ruồi chết, muỗi chết, thậm chí cả giòi. Sau khi được rải hóa chất, măng chuyển thành màu vàng, trông tươi ngon bắt mắt. Ghê chưa? Những túi ni lông lấm lem bụi đất nằm ở ven đường, thoạt nhìn không thể biết chúng là gì, được mang tới từ bao giờ. Đó là măng. Những búp măng lẫn trong nước đã ngả màu đen. Các túi măng được xếp ngổn ngang trên nền đất bẩn, nhớp nháp, thậm chí xếp chung cả với rác. Tại thời điểm ghi hình, nước trong các thùng ngâm măng đều có màu vàng bất thường. Nhiều thùng đã nổi vàng bốc mùi hôi. Theo điều tra của phóng viên, địa điểm chế biến này do một người phụ nữ tên Trang làm chủ. Nơi ngâm măng là một khu đất trống nằm gần chợ đầu mối Thủ Đức. Sau vài tiếng đồng hồ, măng sẽ được vớt ra đem đi tiêu thụ. Người ngâm măng chia sẻ, ngâm vài tiếng đồng hồ thôi, ngâm cho nở rồi mang bán ngoài chợ. Có đến hàng tạ măng đang được ngâm trong các thùng nước màu vàng như thế này. Lẫn trong măng là ruồi chết, muỗi chết cùng vô số những sinh vật khác, thậm chí còn có cả giòi. Chẳng ai có thể đảm bảo chất lượng cho những búp măng như thế này. Còn đây là măng sau khi được ngâm, rải bột, măng đã chuyển màu vàng, trông rất bắt mắt, khác rõ rệt về màu sắc so với ban đầu. Cứ như thế, những thùng măng này sẽ lần lượt được đưa tới miệng người tiêu dùng. Sau quá trình ngâm, những ngọn măng thối đen đã trở nên vàng ươm, hoàn toàn khác so với trước đó. Và đây chỉ là một điểm cung cấp măng quy mô nhỏ, còn nhiều những cơ sở chế biến măng với quy mô lớn hơn. Không biết vừa nãy giờ mình nghe bao nhiêu thứ rồi ha. Còn nữa, ở đây thầy dẫn chứng mỗi thứ một tin thôi đó. Rồi tin thứ 10, cái này mới là rùng rợn nè. Nghệ An rùng rợn cơ sở chế giấm
gạo từ axit. Trước đó, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng cảnh sát phòng PC49 đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra xe tải BKS37C007.50 đang vận chuyển một số hàng hóa có nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 30 thùng cắt tông dán nhãn mác là giấm gạo Kim Quỳnh. Chủ xe là anh Lê Văn Thanh, bước đầu khai nhận số hàng được lấy từ cơ sở nhà bà Nguyễn Thị Kim. Tiếp tục kiểm tra cơ sở này, lực lượng chức năng đã phát hiện 146 thùng giấm gạo đang chất trong kho. Cùng đó là có 3 chiếc can loại 20 lít đã dùng hết 2 can. Trên can có nhãn acetic acid, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo khai nhận của chủ cơ sở, số axit này được mua ở Huế về dùng pha với nước rồi đóng chai tạo thành giấm gạo. Trời ơi, không biết là cái lương tâm của những người này nó ở đâu. Ngay lập tức lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong số tang vật trên và lấy mẫu đưa đi xét nghiệm. Quý vị thấy chết không? Ăn giấm gạo mà ngờ đâu là axit. Mà ăn những cái thứ này vào bao tử mình thì sao quý vị? Tiêu rồi. Quá khủng khiếp. Lương tâm con người ở đâu? Cũng vì lợi, vì lòng tham mà họ sẵn sàng giết người một cách âm thầm như thế. Cho nên hôm nay quý vị đi đến chùa cầu an mà hàng ngày mà ăn những cái thứ này vô thì không an nổi đâu. Tin thứ 11, biến mít non thành mít chín bằng hóa chất. Cơ sở chuyên chế biến mít muối của anh Lê Đình Ca ở xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương có hàng chục người địa phương đến bóc mít thuê. Địa điểm chế biến mít là khu đất rộng khoảng 20 đến 25 mét vuông, có vài lùm cây nhỏ che khuất. Bên cạnh đó là một chuồng nuôi heo còn nhầy nhụa vì chủ nhà bận việc nên chưa kịp dọn. Trong cái nắng của mùa khô, mùi phân heo và mùi mít thối bốc lên nồng nặc. Việc chế biến mít được tiến hành ngay trên nền đất bụi bẩn, trên đống phế liệu bao gồm vỏ, muối, hạt, cùi sơ mít. Có hàng bầy ruồi nhặn bay vo ve qua lại. Anh Ca thật thà, làm nghề mít mà không sử dụng hóa chất là không thể trụ được. Do vậy ai cũng phải dùng. Riêng ở đây tôi đang sử dụng luân phiên hai loại thuốc có tên là hoa quả thúc chín tố và chín trái. Lấy cây sắt nhọn dùi một lỗ vào trái mít, đổ thuốc vào, rồi mang ủ. Mít xanh, mít non đến mấy cũng phải chín. Kê không? Khi đổ hóa chất vào trái mít, mình phải xem nếu trái mít càng non thì phải đổ hóa chất càng nhiều. Tất nhiên, mùi mít ép chín không được ngon bằng mít chín cây, nhưng khi mang bán có ai phân biệt được đâu mà phải lo ngại. Chín cây hay ép chín cũng giá như nhau, 15 đến 20 ngàn vào từng thời điểm. Bây giờ họ không cần mua mít chín nữa, đi mua mít non về khoan một lỗ. Nói khoan là không đúng, lấy cái xác dù vô rồi đổ hóa chất, thế là chín đem đi bán. Quý vị thấy kinh không? Tin thứ 12. Những hình ảnh giật mình mà các bà nội trợ cần xem trước khi mua rau muống. Giờ tới rau muống. Nhìn những mớ rau muống tươi non mơn mởn ngoài chợ, ít ai biết rằng đằng sau đó là cả một quá trình sản xuất. Mới nghe đã sởn da gà. Rau muống tắm dầu nhớt, nước canh đen xì. Nghe mấy tin này đúng là mình cũng không tin nổi.
để diệt sâu rầy, nhiều nông dân ở nước ta đã sử dụng dầu nhớt thải từ các tiệm sửa xe để tưới rau muống với mục đích diệt rầy nâu khi rau non mới mọc mà không lường được tác hại. Chính điều này đã khiến rau muống từ tươi ngon trở nên bị nhiễm độc. Trước đó, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 1 cùng Trạm Bảo vệ Thực vật Củ Chi phát hiện nông dân ở xã Bình Mỹ sử dụng nhớt thải để tưới rau muống. Bà Chu, 33 tuổi, quê Hà Nam, vào Sài Gòn thuê 5 hectare đất trồng rau muống. Chủ ruộng rau cho biết từ lúc gieo hạt đến khi thu hoạch chỉ hơn 20 ngày. Ngoài phân bón, bà còn thu mua nhớt thải với giá 12.000 đồng một lít tại các tiệm sửa xe để tưới diệt sâu rầy. Ngoài trường hợp này, hiện nay ở nhiều nơi vẫn có những hộ dân trồng rau muống đang lén lút dùng nhớt thải tưới cho rau muống với suy nghĩ sẽ diệt được sâu rầy, giữ cho lá rau muống lành lặn đẹp mắt. Họ không biết rằng việc làm vì lợi ích nhỏ trước mắt có thể gây nguy hại cho sức khỏe hàng nghìn người tiêu dùng. Trong khi đó, tại nhiều vườn rau muống ở Hà Nội, người trồng rau thường sử dụng nước ở các kênh mương gần đó để tưới cho rau. Nhìn cảnh mương nước đen ngòm bao quanh ruộng rau, ai cũng phải ớn lạnh. Không chỉ thế, rác thải ngập nguồn nước ô nhiễm đen sì đến mức khó có sinh vật nào sống dưới mương này, vậy mà chúng lại được sử dụng để tưới rau mỗi ngày. Quanh các ruộng rau muống dọc bờ kênh mương dễ dàng thấy vỏ thuốc trừ sâu và rác thải. Ở đây quý vị có tưởng tượng được mà đi mua dầu nhớt của những chiếc xe mà nó thải ra rồi đó mà đem đi tưới rau muống, rồi giờ những cái rau đó mình lại ăn ở chùa, ăn chay ăn rau nhiều, đọc cái tin này rồi không biết mua cái gì ăn đây nữa. Tin thứ 13, hình ảnh ớn lạnh trong lò sản xuất mứt Tết khiến ai nhìn cũng phải buồn nôn. Bây giờ tới mứt Tết, đụng vô cái gì chúng ta thấy cũng kinh sợ. Mứt giòn ngọt thơm ngon nhờ hóa chất. Phường Bình Trị Đông và phường An Lạc, quận Bình Tân là nơi có khá nhiều cơ sở sản xuất bánh mứt phục vụ ngày Tết. Khi theo chân một đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố, chứng kiến một vài cơ sở sản xuất mứt nơi đây, chúng tôi không khỏi rùng mình. Đằng sau những mẻ mứt đẹp mắt, thơm ngon được đưa ra thị trường, được các gia đình Việt ưa dùng trong những ngày Tết, là quy trình chế biến bẩn thỉu và dùng rất nhiều hóa chất độc hại. Cơ sở sản xuất bánh mứt KH là cơ sở sản xuất mứt khá lớn ở đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân. Với ngôi nhà 3 tầng khang trang đồ sộ, tại cơ sở này có hơn 15 công nhân làm việc liên tục ngày đêm để sản xuất mứt. Mỗi ngày cơ sở này cho ra khoảng vài tạ mứt thành phẩm cung cấp cho các chợ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trong xưởng sản xuất của cơ sở có hàng trăm thùng phi đang ngâm tẩm các loại khoai lang, gừng, bí để chuẩn bị chế biến thành loại mứt. Những thùng phi này đều bốc lên mùi hắc rất khó chịu, có thùng còn sủi bọt rất nhiều. Tại cơ sở này, hóa chất công nghiệp mang tên sodium hydrosulfide và nhiều vôi công nghiệp đựng trong các bao xi măng cũng được dùng để ngâm các loại nguyên liệu như bí, khoai lang, gừng, cà rốt cho giòn, cứng và trắng trước khi sên đường. Khai nhận với cơ quan chức năng, bà T, 34 tuổi, chủ cơ sở, cho biết mặc dù biết sodium hydrosulfide
là hóa chất tẩy trắng công nghiệp có nguồn gốc Trung Quốc, nhưng bà vẫn mua về dùng để tẩy rửa các loại khoai, bí, gừng trước khi chế biến thành mứt. Ngoài ra, vôi công nghiệp được mua về dùng để ngâm các khoai, gừng, bí cho xanh chắc, trắng trước khi chế biến. Anh Hát, một công nhân ở cơ sở này thì cho biết chất tẩy trắng công nghiệp thường được hòa với nước lạnh rồi tẩy trắng các loại nguyên liệu như bí, dừa để sản phẩm lên màu sẽ đẹp hơn, bắt mắt hơn, hoặc dùng để tẩy mũ khoai lang cho nhanh sạch. Còn vôi ngâm các nguyên liệu cho giòn, cứng, vị sẽ đậm đà và ngon hơn. Tại một cơ sở sản xuất mứt không tên cũng nằm trên đường Trương Quốc Phan, phường Bình Trị Đông, nhiều người không khỏi rùng mình khi chứng kiến những chảo nguyên liệu làm mứt đầy ruồi nhặng, bốc mùi hôi thối. Một chảo gừng sợi đang được chuẩn bị xên đường, ruồi bu đen đặc. Những thùng bí, cà rốt, khoai lang đã được cắt gọt bốc mùi chua. Những thùng chứa để làm mứt không khác gì thùng dùng để trộn nguyên liệu xây dựng, bẩn thỉu và nhếch nhác khó ai ngờ. Bên cạnh đó là công trường xây dựng đầy bụi bặm. Cơ sở này cũng khai nhận dùng vôi công nghiệp để tẩy rửa và ngâm các nguyên liệu cho cứng trước khi chế biến thành những mẻ mứt thơm ngon. Không biết những mứt này trong số Phật tử ngồi đây ai đã ăn rồi ta? Chắc mình cũng không biết, đúng không? Được có một cái năm nay chùa không có ăn. Năm ngoái thì có mua về đãi cho Phật tử đến ăn. Mà năm nay thì do chùa đang chuẩn bị xây cái tổ đường cho nên không có mua mứt đãi cho Phật tử nữa. Mà cũng may quý vị không ăn là tốt. Chứ ăn rồi coi chừng nó lại thêm bệnh thôi. Chúng ta không biết được. Nhưng mà thật sự xin thưa quý vị rằng là mứt của chùa mua đó là mua ở nơi mình biết. Đặt ở một cái ngôi chùa ở Gò Vấp á, thì những chùa sản xuất mứt này thì yên tâm rồi. Mai mốt chắc chùa Pháp cũng phải chế mứt ra để bán. Nếu quý vị đến chùa Hoằng Pháp mua thì yên tâm hơn, đúng không? Thì mai mốt quý vị ủng hộ nha. Tin thứ 14, đây là tin chót, còn nhiều lắm nhưng mà không thể lôi ra hết được đâu. Ăn Tết nhớ kỹ, đây là loại hạt dưa tuyệt đối không được mua nếu không muốn cả nhà bị ung thư. Thời gian gần đây nhiều người khá đắn đo khi lựa chọn hạt dưa trong ngày Tết. Lý do là bởi nhiều cơ sở vì lợi nhuận nên đã dùng phẩm màu công nghiệp để nhuộm màu hạt dưa thay vì dùng màu thực phẩm như trước đây. Bây giờ toàn là dùng phẩm màu công nghiệp không à. Mà những phẩm màu công nghiệp đó là người ta để dệt mà đi lấy nhuộm hạt dưa cho người ta ăn. Quý vị thấy lương tâm con người nó không còn. Mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe của phẩm màu công nghiệp tùy thuộc vào cơ thể mỗi người. Những tác hại nhìn chung có thể kể đến như dị ứng, ngộ độc cấp tính. Các chất này nếu tồn tại lâu trong cơ thể sẽ có nguy cơ dẫn đến ung thư. Do đó để bảo vệ sức khỏe gia đình, bạn nên chọn lựa hạt dưa của những cơ sở sản xuất uy tín, có nhãn mác, thành phần, hàng sử dụng. Nếu mua ở chợ, bạn cần biết cách nhận như sau. Nếu hạt dưa có màu sáng bóng, bắt mắt, ngâm nước không bị phai màu, đó là hạt đã bị nhuộm phẩm màu công nghiệp. Chỉ nên mua hạt dưa có màu đỏ nâu tự nhiên, không sáng bóng, màu không bắt mắt, ngâm nước bị phai màu, đó chính là hạt dưa được nhuộm từ phẩm màu thực phẩm. Bởi vì cái phẩm màu thực phẩm thì nó là cái màu thường, nó không có bền, không có chắc, nên khi ngâm ấy, nó ra. Còn cái màu công nghiệp ấy, thì đó là người ta để nhuộm mà, cho nên khi nhuộm vào các hạt dưa này thì nó rất là bền, rất là chắc, nó đâu có phai màu được.
Tuyệt đối không mua hạt dưa bị nấm mốc bởi sẽ xuất hiện các chất như aflatoxin, ochratoxin, một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư. Hạt dưa ngon sẽ là loại có vỏ màu đỏ, nâu, ruột trắng, ngà, béo, đặc trưng. Đó là 14 cái tin về thực phẩm bẩn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe bên Bộ Y tế cũng có thông tin gần 1.400 người bị ngộ độc thực phẩm chỉ trong 4 tháng đầu năm. Đây là hậu quả của ăn thực phẩm bẩn. Theo thống kê của Bộ Y tế, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2016, cả nước đã xảy ra gần 30 vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, làm trên 1.386 người bị ngộ độc, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Riêng trong tháng 4 2016 đã xảy ra 9 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 375 người bị ngộ độc. Hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn phải thức ăn bị nhiễm vi sinh vật bởi thời tiết nóng bức gây ra. Cùng với đó là một số trường hợp bị ngộ độc do hấp thụ phải hóa chất tồn dư trong thực phẩm. Và thêm một tin là Việt Nam có khoảng 10.000 người ngộ độc thực phẩm mỗi năm. Quý vị thấy con số kinh khủng không? Theo thống kê từ Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 250 đến 500 vụ ngộ độc thực phẩm với 7 đến 10.000 nạn nhân và 100 đến 200 ca tử vong. Nguyên nhân được xác định là xuất phát từ thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật 33%, thực phẩm bị ô nhiễm hóa chất là 27%, thực phẩm vốn hàm chứa các chất độc tự nhiên là 37,5%, thức ăn bị nhiễm thuốc trừ sâu, phun hàm lượng cao, không cách ly với ngày thu hoạch, hay các chất phụ gia như hành the, màu công nghiệp, đường hóa học với dư lượng độc tố cao. Thống kê của Bộ Y tế cũng chỉ ra rằng mỗi năm Việt Nam có khoảng 150.000 ca mới mắc và trên 75.000 trường hợp tử vong do ung thư, trong đó có nguyên nhân từ việc sử dụng thực phẩm bẩn. Thực phẩm có sử dụng chất kích thích, chất tăng trọng, thuốc bảo vệ và thực phẩm quá dư lượng. Là người tiêu dùng, có lẽ khi nghe những thông tin này chúng ta rất lo sợ cho sức khỏe và tính mạng của mình. Có lẽ rằng chắc không dám ăn uống gì nữa hết. Thế nhưng bây giờ không ăn thì chết đói, mà ăn thì chết gì? Chết gì? Chết bệnh, đúng không? Bây giờ mà nghe những thông tin này thì hết dám ăn uống gì rồi. Mà không dám ăn uống gì thì chết, rồi chết đói. Nhưng mà cứ tiếp tục ăn uống thì chết, chết bệnh, chết dần, chết mòn vì bệnh tật. Vậy thì còn những người sản xuất thức ăn bẩn sẽ nghĩ gì khi nghe những thông tin nạn nhân của mình bị bệnh và tử vong do mình gây ra? Thử hỏi những người này có còn lương tâm không? Có còn nhân tính không? Bây giờ đặt trường hợp con cháu của những người này bị ngộ độc thực phẩm hoặc bị ung thư chết vì thực phẩm bẩn, họ có đau khổ không? Suy lòng mình ra người, nếu con cháu của mình bị ngộ độc thực phẩm bẩn, bị chết vì thực phẩm bẩn thì mình cũng đau khổ chứ. Người khác cũng vậy thôi. Cùng là đồng loại, cùng là con người với nhau, tại sao họ lại chỉ biết lợi mình mà giết hại người khác một cách âm thầm như thế? Tại sao mình lại gieo rắc đau khổ cho đồng bào của mình? Họ có biết đó là tội ác giết người hay không? Họ có biết rằng họ đang giết dần, giết mòn cả dân tộc Việt Nam bằng những thức ăn bẩn này hay không? Theo quý vị, họ có biết không?
biết không? Thế nhưng là do gì? Do lòng tham. Đối với người Phật tử của chúng ta đó, khi nghe những tin tức này và những hành động này của những người sản xuất thực phẩm bẩn, chúng ta thương họ. Vì sao? Vì lòng tham làm mờ lương tâm, mà trong đạo Phật mình gọi là gì? Vô minh, đúng không? Do vô minh cho nên họ không còn đủ sáng suốt để nhận định việc làm của mình là đúng hay là sai. Tiếp tục làm những điều ác, mà đã gieo nhân ác thì tương lai sẽ bị quả ác thôi. Không ở hiện tại thì cũng tương lai. Bây giờ thầy lấy một thí dụ nè. Cái ông A đó, ông chế biến bì heo bẩn thì ông có dám ăn không? Không, ông bán cho người ta ăn. Còn cái bà B này đó, bà bán thịt gà, bà nhuộm gà bằng chất vàng ô, bà có dám ăn không? Không, bà bán cho người khác ăn. Thì có thể là ông A sản xuất bì heo bẩn, ông không dám ăn, ông bán cho bà B. Bà B thì làm gà nhuộm chất ô vàng không dám ăn thì lại bán cho ông A. Cuối cùng thì giết nhau. Chúng ta giết nhau thôi, chứ ai giết mình đâu. Thì đó là nhân quả mà. Mình làm cho người khác ăn, mình giết người khác thì người khác cũng làm cho mình ăn, cũng giết mình thôi. Rồi cuối cùng là cả dân tộc Việt Nam của chúng ta giết hại lẫn nhau bằng thực phẩm bẩn. Đối với những cán bộ phụ trách về an toàn vệ sinh thực phẩm và công an khu vực thì họ sẽ nghĩ gì về những người sản xuất thực phẩm bẩn này? Và họ phải xem đây là trách nhiệm để bảo vệ sự sống cho nhân dân. Nếu họ không có trách nhiệm, không xử lý nghiêm á, thì hậu quả không phải cho người khác nữa, mà coi chừng cho cả chính họ. Bởi vì người ta bán thực phẩm bẩn ra đó rồi, ai ăn cũng sẽ tới ngày gia đình mình ăn, con cháu mình ăn, dòng họ mình ăn, chứ ai ăn đâu. Vậy thì mình phải có trách nhiệm. Nếu không có trách nhiệm thì để thực phẩm bẩn này lan tràn, trong đó có bản thân mình, vợ con mình, thân nhân mình, dòng họ mình, rồi dân tộc mình ăn chứ ai. Mà ăn vào thì bệnh thì chết. Đối với người Phật tử á, đã hiểu được nhân quả thì mình không làm những việc bất thiện đó. Đức Phật dạy chúng ta phải sống có chánh mạng. Chánh mạng là gì? Là nuôi mạng chân chánh. Nuôi mạng chân chánh là khi mình làm một việc gì phải nghĩ đến cái hậu quả của nó, không vì cái lợi ích của mình mà hại người khác. Bởi vì nếu chúng ta đã là người Phật tử mà còn làm những nghề như vậy thì cái quả báo của chúng ta rất nặng. Và chúng ta đã biết rồi, một là luật pháp trừng trị mình, hai là mình bị quả báo gì? Đọa và ác đạo. Bởi vì theo quý vị nghĩ làm những cái việc này, nếu mà chúng ta suy xét cho cùng á, thì phạm vào tội gì? Tội gì? Tội sát sinh, đúng không? Tội sát sinh. Bởi vì mình làm thức ăn bẩn để cho người ta ăn bệnh chết, đâu có phải là sát sinh đâu. Mà tội sát sinh là tội rất nặng. Người Phật tử chúng ta tuyệt đối không làm những việc này, dù có lợi bao nhiêu cũng không làm. Đó là phạm tội sát sinh. Đối với nhân quả là nặng lắm. Trong năm giới, cái giới nào đầu tiên?
Đó, giới đầu tiên là giới không sát sinh đó. Cho nên quý vị phải hết sức là chánh niệm tỉnh giác. Và khi làm một nghề gì đó, mình phải suy xét cho thật kỹ, không vì lợi mình hại người. Nhất là sản xuất thực phẩm bẩn như thế này, chúng ta đã gián tiếp giết người một cách âm thầm. Tóm lại, đầu năm quý vị đi chùa để cầu bình an, đúng không? Nhưng mà hàng ngày phải ăn những thực phẩm bẩn này thì có an nổi hay không? Không thể an được. Thì thầy cũng có mấy cái ý kiến để có thể góp phần khắc phục vấn đề này. Thứ nhất là nhà nước phải thường xuyên tuyên truyền giáo dục người dân ý thức về việc làm của họ là nguy hại đến tính mạng của người dân. Thứ hai, ban hành những luật phạt thật nặng và xử thật nghiêm. Thứ ba, cán bộ chuyên ngành và chính quyền địa phương phải quản lý chặt nơi sản xuất thực phẩm và thị trường tiêu thụ. Thầy nghĩ nếu thực hiện được những việc này thì người dân mới an tâm, và chắc chắn rằng những người sản xuất thực phẩm bẩn này cũng không có cơ hội để mà hoạt động nữa. Thầy hy vọng là trong năm 2017 này mọi việc sẽ tốt đẹp, không ai còn lo sợ thức ăn bẩn có hại đến sức khỏe và tính mạng. Và thầy cũng mong rằng khi nghe bài pháp này, những người sản xuất thực phẩm bẩn sẽ giác ngộ lý nhân quả, hại người tức là hại mình, từ nay sẽ bỏ những việc làm bất chính này, không nên vì lợi mình mà hại người, gieo rắc thêm lo sợ đau khổ cho người khác. Chúc quý vị và gia quyến một năm được an vui và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật.